một vườn cây cảnh. Cây này đẹp phải các bạn này, mọc rất đều luôn, tươi tốt, nhưng vẫn phải mọc thêm tầm 30 phân nữa thì nó phải đẹp được. Cây này vẫn là cây non, chưa phát triển hết. Đây là vườn cây này, người ta ghi bằng gì đấy? Anh Cao, cái là cái gì nhở? Cái là cái vạn liên thanh các bạn ạ. Nhưng mà bình thường mình trồng ở nhà thì rất là bé. Còn đây là vạn liên thanh này rất là to luôn. Đặt mà tôi để cao đẹp. Cây này cây non vẫn chưa chưa mọc hết, trồng to đại bỉ luôn các bạn ạ, chuyên để trong các khách sạn nhà nghỉ. Bao giờ cái vườn này mọc hẳn lên thì đẹp luôn. Đây là sơ dừa nhé. Các bạn nhé. Đẹp. Vườn này trước chắc trồng nho hay sao anh này? Có cả cây nho này. Wow. Đến đây nào để cho Cao chụp 25 cái nào. Cao chụp không?